Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Điều phối viên truyền thông chiến lược Nhà Trắng, ông John Kirby cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ, Mỹ không còn khả năng gửi viện trợ quân sự cho Ukraine do hết kinh phí. Ông Kirby cho biết, chúng tôi đã phát hành gói cuối cùng viện trợ cho Ukraine trong nguồn dự trữ mà chúng tôi đã được cấp kinh phí. Theo ông Kirby, việc phân bổ thêm kinh phí cho Kiev giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào quốc hội Điều phối viên Nhà Trắng cho biết, nguồn viện trợ mà chúng tôi cung cấp đã bị đình trệ. Truyền thông phương Tây đưa tin ngày càng nhiều về việc Mỹ và EU đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột Ukraine, sự ủng hộ dành cho chế độ Zelensky đang suy yếu. Trong khi đó, Reuters đưa tin, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quan chức cấp cao của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc, OCHA, bà Edem Ushono cho biết, các cơ quan của tổ chức này sẽ tìm kiếm 3,1 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2024. Thông tin trên được bà Ursono đưa ra giữa lúc OCHA và các ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đang chuẩn bị triển khai các kế hoạch hỗ trợ Ukraine phục hồi vào ngày 15 tháng 1. Trước đó, tại hội nghị trực tuyến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với Ukraine, khối quân sự khẳng định sẽ tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Bên cạnh đó, Quốc hội Italia đã thông qua nghị quyết tái khẳng định lập trường ủng hộ của Rome dành cho Ukraine thêm một năm nữa trong cuộc xung đột với Nga. Cả Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Italy đều ủng hộ nghị quyết trên, trong đó Hạ viện thông qua với 195 phiếu thuận, 50 phiếu chống và 55 phiếu trắng. Vài giờ sau, Thượng viện Italia cũng thông qua nghị quyết với 103 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 27 phiếu trắng. Khác với các nghị quyết ủng hộ trước đây, nghị quyết mới cũng kêu gọi chính phủ Italy ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm đàm phán chấm dứt xung đột, miễn là những nỗ lực đó dẫn đến nền hòa bình lâu dài và công bằng. Hồi tháng 12 năm 2023, Italy đã công bố gói viện trợ quân sự thứ 8 dành cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto hôm 10 tháng 1 khẳng định mục đích duy nhất của gói viện trợ này là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine. Quan chức cấp cao Italy cũng lưu ý quyết định ngừng hỗ trợ Ukraine sẽ là sai lầm chiến lược nghiêm trọng, song cũng thừa nhận tâm lý mệt mỏi trước những gì đang xảy ra sẽ có thể khiến người dân Italy phản đối chính sách ủng hộ dành cho Kiev. Gói viện trợ thứ 8 của Italy đã trở thành gói viện trợ thứ 3 được thông qua dưới thời chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni lên nắm quyền hồi tháng 10 năm 2022. Nhìn chung, danh sách vũ khí cung cấp cho Ukraine là tuyệt mật. Đại học Kien của Đức, nơi theo dõi các hoạt động viện trợ quân sự dành cho Ukraine, ước tính Rome đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 1,3 tỷ euro, khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó các lô hàng quân sự trị giá 700 triệu euro, khoảng 768 triệu đô la Mỹ. Thời gian vừa qua, Mỹ cáo buộc Nga mua tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và sử dụng chúng tấn công hàng loạt các mục tiêu ở Ukraine. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban về Ukraine, Mỹ và các nước đồng minh đã đưa vấn đề này vào chương trình thảo luận. Theo đài RT, phát biểu cuộc họp của Hội đồng Bảo an, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia bác bỏ cáo buộc trên. Theo ông Nebenzia, Mỹ đang giao bán thông tin sai lệch khi cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa Triều Tiên để tấn công các mục tiêu ở Ukraine ông nebenzia cũng trích dẫn tuyên bố của ông yuri ignat phát ngôn viên của lực lượng không quân ukraina theo đó trong bài phát biểu trên truyền hình ukraina ông ignat cho biết phía ukraina chưa ghi nhận thông tin nga sử dụng tên lửa triều tiên ông nebenzia nói hóa ra là mỹ cố tình sao chép thông tin sai lệch mà không thông báo trước cho các đối tượng trực tiếp của vấn đề trong khi đó đại sứ hàn quốc hoàng jun cúc cáo buộc nga thử nghiệm vũ khí của triều tiên như một phần trong hành động quân sự chống lại ukraina đồng thời cung cấp những thông tin về kỹ thuật và quân sự có giá trị cho bình nhưỡng người phát ngôn của không quân ukraina cho biết việc xác định chính xác tên lửa đạn đạo của triều tiên sẽ gặp khó khăn do chúng giống với các tên lửa tương đương của nga và các tên lửa này bị phân mảnh đáng kể khi va chạm thiết kế tên lửa của cả hai quốc gia đều bắt nguồn từ công nghệ của liên xô Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ông John Kirby đã đề cập các cuộc tập kích dữ dội của Nga nhằm vào Ukraine trong thời gian gần đây. Nga nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên sau lần đầu sử dụng vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 và ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024. Mỹ xác nhận ít nhất là một quả tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất đã rơi xuống tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine và đang đánh giá tác động của những cuộc tập kích khác bằng loại vũ khí này, ông Kirby nói rằng. Nga nhận tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên là động thái vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Chúng tôi sẽ yêu cầu Nga chịu trách nhiệm với những nghĩa vụ quốc tế mà họ thông qua. Washington cùng gần 50 nước đồng minh và đối tác trước đó cũng ra tuyên bố chung lên án việc chuyển giao vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Thông cáo có đoạn, chúng tôi lo ngại sâu sắc trước những hậu quả về an ninh do hoạt động này gây ra với châu Âu, bán đảo Triều Tiên, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và toàn cầu. Tờ New York Times đưa tin ngày 11 tháng 1 rằng các cuộc đàm phán cấp cao giữa Qatar và Hamas đang hướng tới một thỏa thuận quan trọng có khả năng cung cấp thuốc men cho các con tin Israel bị giam giữ ở dài Gaza. Một quan chức Israel nói với tờ báo rằng đã có tiến bộ trong vấn đề này và người phát ngôn quốc tế của Hamas, Husham Baran, nói với New York Times rằng nhóm của ông đang tham gia vào các cuộc đàm phán với sự tích cực lớn. Nỗ lực nói trên cũng bao gồm các cuộc đàm phán về đưa thêm vật tư y tế vào Gaza cho người Palestine, trong bối cảnh các cơ quan y tế địa phương cho biết, họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc và thiết bị nghiêm trọng. Quan chức Israel thông báo tóm tắt về cuộc đàm phán, cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành với các tổ chức quốc tế về cách chuyển thuốc cho các con tin. Những người này đã không có quyền tiếp cận Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC kể từ khi bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 trong vụ tấn công của Hamas khắp miền nam Israel, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị đưa tới Gaza làm con tin. Israel đã chỉ trích ICRC chỉ là một dịch vụ Uber đưa đón các con tin được Hamas thả đến biên giới mà không đến thăm họ trong tình trạng bị giam cầm, hoặc thậm chí không đảm bảo rằng các loại thuốc cần thiết sẽ đến tay những người bị giam giữ, gồm cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già. Tuy nhiên, tổ chức nhân đạo quốc tế đã phản pháo lại rằng việc gây áp lực công khai cho Hamas về những vấn đề này sẽ không hiệu quả và có nguy cơ cướp đi vị thế trung lập cho phép Ủy ban Chữ thập đỏ hoạt động ở các khu vực xung đột trên khắp thế giới. Tháng trước Chủ tịch ICRC Mijana Spozarik đã gây phẫn nộ ở Israel khi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn về đài truyền hình Israel rằng việc giải quyết vấn đề với Hamas là tùy thuộc vào Israel. Hàng trăm con tin được cho là vẫn còn ở Gaza, dù không phải tất cả đều còn sống. Sau khi thường dân được phóng thích trong các thỏa thuận trao đổi tù nhân con tin giữa Israel và Hamas vào cuối tháng 11 năm 2023, các con tin đã được thả trước đó và một người được quân đội Israel giải cứu. Thi thể của một số con tin cũng đã được tìm thấy lực lượng phòng vệ Israel cũng đã xác nhận cái chết của hàng chục người trong số những người vẫn bị Hamas giam giữ, trích dẫn thông tin tình báo và những phát hiện mà binh sĩ hoạt động ở Gaza thu được. Nhiều con tin còn đang bị giam cầm mắc các bệnh mãn tính cần dùng thuốc đặc trị. Những người được trả tự do cho biết họ đã gặp các con tin đồng hương đang hứng chịu những vết thương mà không được điều trị hoặc điều trị không đầy đủ. Ông Daniel Lipsit, 83 tuổi, có cháu là Odette Lipsit đang bị giam giữ ở Gaza, nói với New York Times Việc rất nhiều con tin bị từ chối cung cấp thuốc mà họ cần là một bản án tử hình. Lẽ ra họ phải nhận được thứ họ cần ngay ngày đầu tiên. Trước đó, người thân của 6 con tin Israel đã có chuyến thăm chưa từng có tới Qatar, bên trung gian cho thỏa thuận thả con tin vào tháng 11 năm 2023, để trao đổi với các quan chức ở đó về các cuộc đàm phán đang bị đình trệ về một thỏa thuận con tin mới. Ông Lipschitz cho biết, các gia đình đã nêu lên nhu cầu cấp thiết về thuốc cho các con tin trong cuộc gặp với giới lãnh đạo Qatar những người thân của con tin đã gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani và Ngoại trưởng Mohammed bin Abdulaziz Al Khulafi, người đứng đầu nhóm đàm phán. Qatar đau lòng nhận thấy nỗi đau khổ của những con tin còn lại và người thân của họ. Một quan chức Qatar nói sau chuyến thăm kể trên. Tiến sĩ Hagai Levin, chủ tịch nhóm y tế của diễn đàn con tin và gia đình mất tích, nói với tờ New York Times, tính mạng của tất cả các con tin đều gặp nguy hiểm, đặc biệt là những người cần được điều trị y tế, Tôi mong rằng cuối cùng họ sẽ nhận được sự đối xử xứng đáng. Jason Chajusho, phát ngôn viên của ICRC cho biết, trong một sáng kiến nhân đạo, các nhóm của ICRC đã hối thúc các bên và những người có ảnh hưởng giao thuốc cho con tin. Bước quan trọng nhất là thuốc đến tay những người cần. Chúng tôi sẽ không yên lòng cho đến khi họ có được nó. Bên cạnh đó, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby nhấn mạnh Gaza đang phải đối mặt với vấn đề an ninh lương thực nghiêm trọng. Ông John Kirby nói, chúng tôi thừa nhận rằng đã có những vấn đề an ninh lương thực thực sự ở gaza đó là lý do tại sao thực phẩm là một trong những mặt hàng chủ yếu của hoạt động hỗ trợ nhân đạo mà chúng tôi đang cố gắng tiếp cận thực phẩm nước thuốc men tuy nhiên thực phẩm đứng đầu danh sách đó chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều người đói ở gaza chúng tôi đang xem xét vấn đề đó một cách nghiêm túc đó là lý do tại sao ngoại trưởng antony blinken một lần nữa trong chuyến đi này đã rất tập trung vào việc cố gắng xem chúng tôi có thể làm được gì để tăng khối lượng và tốc độ của những đoàn xe viện trợ người dân tại Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine và Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo hơn một triệu người đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở thành phố Rafah. Hàng trăm nghìn người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất mà không đủ quần áo giữ ấm. Trẻ em suy dinh dưỡng đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất và 50% dân số Gaza sắp chết đói.